Như tại khu đô thị Pháp Vân Tứ Hiệp quận Hoàng Mai, nhiều căn hộ nhà tái định cư đang được giao bán giao động 33 đến 37 triệu đồng một mét vuông. Dù đã đưa vào sử dụng hơn 10 năm nhưng giá căn hộ vừa qua được lập đỉnh, cao hơn 30 đến 35% giá bán thời điểm quý 3 năm ngoái. Trong khi đó, một căn hộ thuộc trung cư Techco Skyvin thuộc huyện Thanh Trì có diện tích 53 m2 được giao bán với giá 2 tỷ đồng, tương đương với 37 triệu đồng một m2. Như vậy có thể thấy mức giá giao bán căn hộ nhà tái định cư Pháp Vân Tứ Hiệp hiện nay cũng ngang ngửa với giá nhiều căn hộ nhà ở thương mại gần đó. Còn đối với những trung cư tái định cư cũ tại trung tâm như khu Trung Hòa Nhân Chính, Nam Trung Yên, giao bán 50 đến 60 triệu đồng một mét vuông, giá lại ngang ngửa trung cư mới như vậy khẳng định nhà tái định cư cũ tại hà nội đang tăng cao một cách vô lý vì những khu này đã đi vào sử dụng hàng chục năm đã xuống cấp và cuộc sống người dân ở một số khu nhà tái định cư còn liên tục gặp sự cố do chất lượng nhà không như kỳ vọng và hiện giá trung cư cũ cũng đã hạ nhiệt trong khi tới đây nguồn cung về quỹ nhà cũng sẽ tăng khi phương án chuyển đổi nhà tái định cư sang nhà ở xã hội được phê duyệt do đó người mua cần rất thận trọng trước mỗi quyết định mua bán ở thời điểm này